216 hộp pháo hoa loại 36 ống một hộp với tổng trọng lượng 264 kg đã được phát hiện trong một xe Toyota Fortuner trên quốc lộ 9 đoạn qua thôn Clu, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2018. Lúc này, tổ công tác thuộc đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông phát hiện ô tô này có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Sau khi yêu cầu dừng xe, lực lượng chức năng tiến hành lục soát và phát hiện có pháo lậu trên xe. Hai người trên xe gồm Nguyễn Quang Thái, 31 tuổi và Đặng Sĩ Phi Hùng, 28 tuổi, cùng làm nghề lái xe. Cả hai khai nhận đang vận chuyển số pháo này về xuôi tiêu thụ. Hiện toàn bộ người và tang vật vụ việc đã được bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo để tiếp tục làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.